các bạn ạ. Đấy, thì xe đang ở dưới dốc mọi người, không lên được. Cái này dưới là cố gắng lên, không lên được mọi người. Bây giờ là mình phải đã mời gọi anh Đông này xong, anh chơi anh Đông để mà đưa đồ và đẩy xe lên mọi người. Dốc này rất là cao, trời mưa mọi người, cho nên là sỏi rất là cao mọi người, không lên được. Bây giờ cũng 10 giờ rồi. Bây giờ trời mình đang, bây giờ là mình đang mang đồ ăn vào cho mang các nguyên liệu vào trong bản đánh đấu mọi người. Đấy, nhưng mà xe dưới chân có vấn đề, cái gì cũng có khó khăn cả mọi người ạ. Nhưng mà không sao cả, chỉ gọi là cái đoàn này thôi, còn đoàn khác đi sóc sóc còn bình thường. Adriano, yeah, messo ma pedra đây, lên không nổi, cái này lên liên tục mà không nổi. Về số 1 dầm đạp các kiểu từ A đến Z chứ mà không được mọi người ạ. Bây giờ là hai anh em mình ngồi đợi anh Đông thôi, mình có gọi điện thôi, đẩy cũng lên được. Chào các bạn này. Ok, hello các bạn, mình tên Adriano. Đấy, xe hư đây. Đây cái xe. Yeah, ok. Xe. Xe máy. Xe máy. Yeah. Ok. Tipo motocad. Sí. Yeah. Xe máy estragó. Ok. Và bây giờ anh em mình ngồi chơi anh Đông lên mọi người. Chơi đâu cũng gần lên luôn. Lúc này mình ở nhà mình gọi anh Đông là đang trên đường lên. No vừa gọi là ta suy cho gì? Dạ. Lúc đó sẽ cùng bà, dạ, tôi cùng bà. Dạ. Chạy bố, chạy, chạy, chạy. Dạ, dạ, chạy, 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 chạy. Mấy tí cái rồi? Dạ, dạ. Cái gì? Dạ, cái gì? Muốn mua cho nó chạy để anh đi chơi mọi người. Dạ. Chạy đi xe. Dạ. Chạy đi xe. Chạy bố. Dạ, tâm bố, 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 hơi mùi một tí mọi người ạ, tại vì tối qua đoàn đường ở đây khó cho nên mình có dừng lại một tí, còn mọi người đang chờ đấy cả. Nào mà ra phải sâu kita kỳ và ba kề rất đông mọi người ạ, trẻ trẻ em cả, có một số người lớn là đang làm trong làng nghề mọi người, có một số người là đang chặt gốc cây đang mở đường. Thì bây giờ là mình cùng với mọi người tiến hành là gọi là tổ chức một bữa ăn rất là hoành tráng cho cái bản đánh đấu nha mọi người. Đây, đây tất cả những cái nguyên liệu cũng như là xong nồi chảo đấy, bây giờ là nồi lửa lên em. Acerneja fogão. Campeão da luz. Yeah, cozinha já, come já. Mình tên là Quang Dũng. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ mang tất cả các nguyên liệu đến để cùng với dân bản là giải đấu bao lâu để nấu cho họ ăn những cái món ăn đấy hóa cho mọi người. Ok, mọi người chào các bạn. Ok, bây giờ là rất là nhiều đồ mọi người ạ, xong rồi chảo thịt giáo các kiểu, máy là mình đã đủ rồi. Bây giờ là chuẩn bị ra đây, bên đây là phần nước để rửa và để làm cá làm thịt mọi người. Ăn bữa tiệc của anh Tráng luôn. Gà mê tới sao quay. Rất là nhiều nước. Người thì làm món bột ngô đấy, còn người thì mình bây giờ mình thì chế biến món gà,
vì mọi người đấy rất ít khi ăn gà, mọi người gà và cả tươi rất ít khi ăn, nên là mình phải bỏ gia vị của Việt Nam vào để cho các em cả cả người dân được thưởng thức để cảm thấy ngon mọi người. Đây là linh, đây là linh kinh lạc cạc mọi người ạ. Đấy, đấy như kiểu là nấu đám cưới á, giống như một đám cưới 200 người mọi người. Đó là nhiều thứ. Mùa cá hạt trước khi ăn mọi người ạ. Còn mình thì đang chờ các anh chị gọi là cắt thịt trai ra để mình ướp. Tầm khoảng 150 đuôi. Thế tha hồ. 150 đuôi về cá nữa. Một số người em thấy là không có ăn được gà đấy. Ừ đúng rồi. Không được gà thì em mua thêm cá nữa. Rồi để, sao? Để rửa xoang đi. Thôi để rửa xoang đi, cả kiểu để làm. Dạ. Có làm gì không? Matteo ở đây. Dư chứ anh vô đang nghe à? Ờ và xem. Anh vô đang nghe thì em đang tìm được coi mẹ anh đang nghe ăn luôn. Ừ ok. Anh em mình giờ mới bên nông nghiệp. Nông nghiệp ở bên bán trên nếp về các bạn. Giờ mới về là chạy về nhà lấy cho anh lấy xì cái son, lấy xì cái tập cũng rất đông mọi người ạ. Đây bây giờ mình đang đếm đếm cho cái bọn gà mọi người. Bây giờ nào hai nồi mọi người ạ, đây là gà rất nhiều, là hai nồi cả nồi cả nữa. Bên này là cửa bãi nó bao lung rồi, mọi người chủ yếu là ăn gốc chuối mọi người ạ. Đấy gốc cây chuối đây, cây bò cây chuối, cái gà và cá thì mọi người hết ra không ăn đâu, nên mình sẽ nấu thôi. Bên kia là một nơi gà nữa, đây một nơi cá mọi người ạ. Thì nào về đây, nó đợi thôi, cá hạt này chơi đây.
Còn đây là đội ngũ gọi là hậu cần. Từ lúc này là giúp mình là làm nấu cuối và nấu cuối và nấu bột ngô mọi người. Chiều bạc đường thôn mọi người ạ. Bạc đường thôn hôm nay đã vào thành phố mọi người. Vào thành phố có việc chắc là họp. Đấy, đầu tuần là họp mọi người ạ. Rất là vui. Đấy, em Mariano đi em mọi người. Đấy, rất là sướng mọi người ạ. Đấy, cuối cùng. Đấy, đang thể hiện món của Minh Dày. Mấy thì mấy tomate aquí. Mucho feliz de beso. Đấy, hai em mình cảm thấy rất vui mọi người ạ. Thì hồi sáng hai em mình cũng đến mà cũng nghĩ là mọi người tập trung đông và trao đổi như thế này thì cảm thấy rất cảm động, rất xúc động. Đấy là hai nồi gà và một nồi cá mọi người. Ngon. Ngon. Đấy, được cái quần mới mua là mặc luôn thôi. Quần mới hôm qua. Nghe mày tên sao? Dạ dạ dạ. Ta su chú ra kì. Dạ tao su chú ra kì. Dạ. Đi bước vào làm hả? Mày làm hả đây? Dạ, mất bò. Rất riêng mọi người. Đấy, một mình lại. Dạ, mất bò nhá. Ok. Dạ, lúc nào cũng cười. Đấy, đấy là nồi. Một nồi bột đây gà này, sóng nồi. Đấy nồi gà mọi người thấy. Gà ngon này. Gà ngon này. Ừ chà. Đấy mọi người. Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời. Bên em một nồi cá. Thì mình gọi là nấu thêm nước mọi người. Đây chà, một nồi cá, một nồi gà. Cái cá này mình nấu thì tại vì là để những người mà không ăn gà ấy, mọi người. Người không ăn thịt gà đây. Đây là một nồi cá khó. Đây cá khó với cá chua. Đó không? Đấy. Đây là vui mọi người. Cá hạt nhảy mùa là từ hồi trưa đến giờ luôn. Nhưng có một cái lễ hội rất là lớn. Con cá chì là bây giờ cũng đang về để gọi là trang điểm mà kiểu đấy. Thì nó là gọi là để xuất hiện đẹp ấy mọi người. Đây cũng sống cả đôi. À, một nồi to là nồi bột ngô và hai nồi gà và một nồi một nồi rau hay rau sao thế là đấy à thò có kể hôm nay có thêm nhạc cô rất trọng nữa. Cảm ơn Việt Nam, cảm ơn Việt Nam chua luôn, rất tự hào. Ok các bạn, đây trời đấu rồi các bạn ạ. Đây trời đấy trẻ con nhiều hơn như lớn mới ạ. Đấy người lớn nó đang bột nhỏ ngồi kia nữa. Đây là gian đầu bếp gọi là khủng nhất từ trước đến nay. Chào các bạn. Ok nha, xin chào bé. Người thì ngồi, người thì đứng mời ngồi. Còn đấy là tất cả những cái ngôi ngày hôm nay đây chả nuôi gà, nuôi cá, nuôi bột ngô mọi người.
Đây là bác trưởng thôn bây giờ đi họp lên huyện vậy. Eu já problemei, hoje vai fazer coisa para tudo comer. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Bác trưởng thôn là đi họp ở trên thành phố mọi người ạ. Vai ter um nhau lá, né? Sim, sim, sim. Aí, ok. Bonito. Aí, não. Sopa. Sim, sim, sim. Muito obrigado. Agora, toca a roupa, depois vem aqui para comer já. Sim, sim. Muito obrigado. Ok, ok. Yeah. Ok, bạn. Aí, daí lá. Aí, dá um vídeo quá. Aí, bây giờ là gọi là múc riêng mà để mà gọi là để mọi người để công việc gọi là đi. Đúng như là tầm khoảng một tiếng hôm rồi ạ. Đâu. Mọi người đã đầy đủ hết rồi. Đầy đủ từ người lớn đến cái trẻ nhỏ đây. Vui là vui luôn. Vui ngày hồi luôn. Vui vẫn còn gì? Con đâu bên kia, con đây mà. Đây, còn nhiều. Con nhiều. Ở chúng ta mình... Ôi, xong mới này anh đưa ra thôi. Cái xong mới đã bây giờ tấu bạc cho nó đủ. Đấy, bạc đủ. Điếm đủ. Mình mua là em khoảng tầm cao khoảng 250 cái điểm thôi. Cái này là có bản khác nữa. Cái này là bản khác nữa để được. Cái này là để hẳn luôn. Nói chung là làm như thế này à. Mình cũng để làm thôi. Nấu ăn cả bản các bạn ạ. Nên là nhiều khi vẫn còn quá nhiều tiêu sót. Không thể tránh được. Không thể tránh được. Đông quá mà. Nhiều lắm. Ăn khó là. Không thể nhiều mà. Sao có mê này á. Mà này thì gió là ghế cũng không đủ mọi người ạ, ghế không đủ cho nên là thì cứ ngồi như vậy thôi, chấp nhận mọi người. Mọi người, người dân thấy vui và có bữa ăn ngon được thôi. Thì cho ngồi đi thôi, thoải mái nha. Thoải mái ai muốn ngồi đâu ngồi. Ôi, tôi đủ ra tay. Cảm ơn chị. Ok, agora, mời các bạn ơi. Một vui giờ đây vui giờ tuyệt vời mọi người thì cũng là đợi thôi nên là có bữa ăn này thì mình cũng muốn chia sẻ niềm vui với tất cả các người dân ở đây cũng đấy cả ngày đấy mình đã đi quá thì mình cũng muốn nấu cho ăn một bữa đấy là đầy đủ từ người lớn đến trẻ em đấy, đấy mọi người là một góc ăn đấy Ali đi về vui à. Đây các bạn, đấy sử dụng xong mới luôn. Xoang này nha các bạn. Đừng đó ăn luôn. Ta bông. Đấy thì các bạn thông cảm vì phải để ngồi như vậy thôi. Vì ghế cũng không đủ mà mình đưa ghế và bàn cũng đủ không vậy? Không đủ được. Cũng có đống như này thì mình chỉ cho bà ăn một bữa này. Từ trưa giờ là hạt từ trưa giờ luôn. Hạt về nhảy mỗi từ trưa chứ. Đói giờ đói rồi. Còn có một số người ở bên thanh niên bên này thì hôm nay là làm bên làng nghề về đi đào đường mọi người, đào về cái gốc cây mọi người, cái gốc cây chặn cái đường ấy để mở đường lên. Bây giờ ông đến đây cả rồi. Còn bà trưởng thôn là về thay khẽ con não nhưng mà chứ thầy đến bà thôn đi họp với đi họp bên huyện. Ok mọi người, đây là nước mọi người. Đây mình mua nước đây, mình mua tạm bình nước đây cho mọi người ăn xong ổn được luôn. Chào mừng các bạn đi. Cúi ya. Cảm ơn. Cảm ơn đi chị Nai. Cúi ya. Chào mừng các bạn đi. Cúi ya. Đấy, đây các anh à. Các anh làm nghề và làm đường mọi người. Làm đường ấy. Nhóm làm nghề. Đấy phải gọi ra ăn hết. Đấy. Mình ngồi vậy thôi. Chứ bây giờ ghế không có mà. Đấy. À, chị thương chào thảo nào. Cái này nay ngon lành rồi. Đẹp đấy. Quá đẹp. Cái này viền sau. Có hơi nhỏ. Không nhỏ. Đây mũ con trai, mũ con gái viền thế này, viền thẳng. Bonito đấy. Bonito. Bonito bao đấy. Hai kiểu mà, mũ trai, mũ con gái khác nhau. Mũ con gái viền to. Được. Ổn. Giáo sư này. Giáo sư thì có mấy bên thì bắt ra bên á. Đấy. Thì mình cũng gọi là không đậu ăn thường xuyên được mọi người ạ. Một bản thì không đậu thường xuyên được thì mình chỉ có
đi cho các gọi là người dân ở bản đó là một bữa ăn có cơm thịt cơm cá mọi người đấy, để cho anh đó gọi là cảm tạo niềm vui cho mọi người và để một lần trong đời được ăn cơm thịt cơm cá cùng do chính tay người Việt Nam nấu rất tự hào. Đây. Hơn đám cưới đi, hơn đám cưới thật chứ. Đây nhìn này, gọi là anh các ơi, tất cả mọi người tính ra cũng là đầy đủ nắm mấy hồi đây. Đây là đội hình đầu bếp mọi người. Đầu bếp là rây của ngài quả chắc hơn này là ăn vùng thôi. Là cả nấu cả ăn đây. Nó cho nên là bây giờ ngài không? Bây giờ ngồi ăn cả đây. Ngon này. Đấy, cùng anh cùng nhờ là các chị này là phụ giúp mình. Đấy, một người một đĩa đây là. Cái này là mấy đầu bếp của bên hàng bạn này đấy. Mỗi từ một nít à. Hai bạn này chơi một xoong luôn. Ngon đấy. Ngon đấy. Có gì từ nhà được thế. Vui à. Các bạn. Vâng, thanh niên để cho các bạn tình nhé. Các cô thiệu nữ này rất là hay ngài mọi người. Mình chỉ cần trêu một cái là đỏ mắt. Ok bạn, ấy thì bây giờ mình để cho các em nhỏ cũng như các người lớn ăn mọi người. Ăn tự nhiên nha. Đấy, sóng video thì mình sẽ chào bạn sau. Đấy. Đấy, có cả nước mọi người. Đấy, Adriano. Phải xuống cái máy à quay. Mình mua tạm bình nước đấy là để cho ăn xong là uống nước luôn. Để về nhà thì còn ngủ thôi. Đấy. Ôi tuyệt vời. Cắt tay nha. Ôi xa, bận tố rồi. Ăn vô kìa. Ngon. 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 Cảm ơn đi. Việt Nam. Yeah. Đúng xa. Được kìa. Quay camera này. Đúng rồi. Ngon anh ơi. Làm ngoài cái tóc đấy. Tốt cả bên nụ này. Anh lấy tông đỡ lên cắt đi. Cắt luôn. Con này, ở đây này. Con... Còn thừa. Còn thừa thì cứ cho mấy chị nấu ăn thôi. Mấy chị nấu ăn chia đi. Ao tinh tada mà mua chứ. Để bên nhà bay tada mà nửa vị này. À chứ gì. Không tada. Không cần phải. Sao bà gần đến vậy? Ok, sao à? Đấy. Thì bà Rừng Thốn là mới đi họp thành phố về mọi người ạ. Đấy thì mình cũng làm một đĩa cho bà ăn. Đấy. Các bạn thì chắc là cái video ngày hôm nay cũng được kết thúc ở đây. Thì mọi người thấy hãy và ý nghĩa thì cho em mình một like, một đăng ký kênh Chuyện Hình Thương để ủng hộ cho mình có thêm động lực để đi đến những video những nơi khác và nấu cho những người dân bản nghèo khó bữa ăn mọi người, mình món ăn Việt Nam. Ok, agora chào các bạn. Alô, alô.